mạng Internet xuất hiện với rất nhiều tiện ích hữu dụng, nhưng kèm theo đó là những hiểm họa khôn lường đến từ mạng xã hội và cách truy cập Internet thiếu cẩn trọng. Với công nghệ số ngày càng phát triển như hiện nay, số lượng người truy cập Internet ngày càng nhiều, đặc biệt là trong mạng xã hội. Mạng xã hội ra đời đổi mới hoàn toàn cách cư dân mạng liên kết với nhau. Mặc dù trong mạng xã hội rất nhiều ứng dụng hữu ích với nhiều dịch vụ, nhưng nó cũng rất dễ để lộ thông tin và có không ít những người sử dụng thông tin này vào mục đích xấu, ví dụ như là mượn tiền, nhờ nạp thẻ, đánh cắp thông tin hoặc là phát tán virus. Vậy, chúng ta cần làm gì để an toàn hơn khi sử dụng Internet? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 vấn đề. Thứ nhất là cách đặt mật khẩu bảo mật, cách mua sắm an toàn trên Internet và cuối cùng là làm thế nào để phát hiện những hành vi giả mạo trên Internet. Để thiết lập một mật khẩu an toàn, chúng ta cần lưu ý là mật khẩu phải có từ 8 đến 12 ký tự, bao gồm các ký tự viết hoa, viết thường, ký tự đặc biệt và phải có số. Tiếp theo, để mua sắm an toàn, chúng ta cần lưu ý phát hiện những trang web nào là giả. Những trang web giả kém uy tín thường có thiết kế trang web kém, bố cục lộn xộn, giảm giá nhiều đến mức khó tin, thường có lỗi chính tả và ít đánh giá nhận xét từ người dùng, thông tin liên lạc cũng không rõ ràng cụ thể. Chúng ta cũng nên lưu ý là không chia sẻ quá nhiều thông tin, kết bạn hoặc trò chuyện với những người chưa xác định danh tính. Đặc biệt lưu ý hơn là chỉ điền thông tin thẻ tín dụng vào những trang web uy tín. Trên Internet còn vô vàn những hành vi giả mạo đánh lừa khác, ví dụ như thư điện tử chứa nội dung trông có vẻ xác thực, đề nghị nhấp vào liên kết lạ nào đó hoặc chứa các tập tin đính kèm. Chúng ta cũng đừng vội kiểm tra thật kỹ nơi mình sẽ nhấp chuột vào, đặc biệt là khi cài đặt chương trình và khi xem các đường link lạ. Bye bye, chúc tụi con có một mùa hè sử dụng Internet an toàn và hiệu quả.